lại nè. Ngồi dài này ngồi thẳng lưng. Là cái gì? Là chỉ lưng mà giữ thôi đó. Đọc, có một cái lớp học đàng hoàng luôn. Là học về phong thái lịch lãm lau miệng. Của cao. Nói chung là cao quý thanh lịch. Thanh lịch. Chạy môi nè. À. À. Rồi. Là bôi là lấy mấy cái dầu mỡ mà nó dính trên miệng bôi ra bôi hai bên má đúng không? Không nữa. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Hello hello. Hôm nay mưa quá mưa mọi người ơi, mưa quá mưa rồi. Hôm nay thì mình với bé Linh sẽ đi ăn và review cái quán ăn ở gần nhà mình nè. Thì đi ăn sẵn review cho mọi người luôn. Đây, giờ mình sẽ lên quán nha mọi người. Con chỗ bỏ dù không? Đi mọi người nhiều nha mọi người. Thì lúc nãy mình có vô cái quán kia nhưng mà tới cái giờ người ta đi ăn cơm trưa rồi cho nên là không có quay được nữa. Nhưng mà không sao. Trời vẫn còn mưa nè. Nhưng mà mưa sao mà có thể làm chùng bước mình được. Mình vô quán McDonald's mình ăn. Chứ đói bụng quá rồi. Vô ăn nè. Không thể nào làm trùng bước mình được nha mọi người. Nhưng mà đói quá. Giờ mình vô đây mình ăn. Trời trời. Lần đầu tiên trong đời mình đi ăn ở cái McDonald's nha mọi người. Ăn cái nào bé? Ăn cái nào? Hamburger hả? Setto がありますか? Setto. Setto ありますよ。Setto はどれ? Có cái set nào không? Này nè, để cho miên nè. Có coca. Em ăn cái nào? Nào bé. すみません、おすすめお願いします。今で期間限定で今一番これがいいと出ますかね。はい。その照り焼きのチキンのお肉にあと卵が入ってる。これは?こちらちょっと辛いやつで。あ、辛い。こちらも辛いのが。いや、今、あの、もう一個ね、今、一個ね。うん。で、私はこれよ、一つ。こちらがセットで一つ。これも、もう一つ。これもセットで、はい。Em đi là bị rung quá à? Hả? Bị rung hả? Em đi nó bị rung. Hôm nay đúng là ngày mình không biết sao nhưng mà nó là số 13 đó. Đúng. Kì giờ cắt cái số 13 nữa nha trời. Nó xui dữ đi từ cả ngày nay không thu hoạch được gì giờ cắt cho cái số 13 nữa. Ồ, quá trời, quá đất rồi. Đưa cho. Ê, hay là mình ra cái bàn này cho nó rộng rãi, mình để đồ. Xe máy cũng rẻ mà. Ừ. Cái này là xe tổ nó luôn đó. À.
Rồi, ăn thôi. Đi trong thôi. Đó thôi. Giờ là ăn kem. Ờ, ăn kem. Đâu anh kêu cái này mà. Là cái gì? Là chỉ lưng mà dưỡng thôi đó. Học, có một cái lớp học đàng hoàng luôn. Là học về phong thái lịch lãm lau miệng. Của cao, nói chung là cao quý thanh lịch. Thanh lịch. Chạy môi nè. Dạ. À. Phải dạy đúng không? À. Rồi. Đó. Là bôi là lấy mấy cái dầu mỡ mà nó dính trên miệng bôi ra bôi hai bên má đúng không? Sao nữa? Anh nãy thấy vậy, làm lại coi. Rồi, lấy ở mép trên nè, rồi bôi dưới cằm trước, xong rồi bôi qua hai bên. Rồi, thanh lịch, rất là thanh lịch. Có như một cái lớp chị luôn đó. Rồi, anh hiểu rồi. Ghê ghê. Coi này nha mọi người. Anh hết một cái bánh, một cái hộp gà mà order cho mình rốt cuộc ăn luôn. Rốt cuộc bây giờ lại đi gọi thêm nữa. Đói. Từ trưa giờ quằn đi kiếm đồ ăn mà kiếm không có. Rốt cuộc là quyết định vô cái quán này ăn. Lần đầu tiên ăn cho nên là kiểu như chưa đủ vị hay sao ấy. Không biết gọi thêm cái gì đây nữa. Rồi đang quay lại rồi. Đổi số rồi, 18. Mình đã được đổi số. Anh kêu thêm cái gì đó? Anh kêu thêm một cái hamburger với lại hai cái kem. Với bắt đầu. Nước thì uống chưa hết mà đòi ăn thêm hai cái kem. Rồi. Nói là đứng dậy đi gọi món là đeo khẩu trang vô. Corona. Thôi được rồi anh ăn cái này đi. Đói bụng quá. Ăn nữa không? Ừ. Ăn. Ăn hết một cái hộp gà này 4 miếng. Một cái bánh. Xong bây giờ tính dứt hết cái hộp cái gì khoai tây chiên. Còn thấy đói nữa. Chứ trưa giờ em có cho anh ăn cái gì đâu. Em xuống anh mà sao anh lại kêu em không cho anh ăn gì. Có, ở nhà có rổ trái cây mà nó ăn. Không mình ăn à. Arigato gozaimasu. Hả? Ngon. Bà đi lấy gì vậy? Bà đi. Hả? Bà bảo là bà đi lấy cái gì á? Đợi bác xíu đi. Hai. Hồi nãy anh không? Hả? Hồi nãy anh lạc anh bật cái quay kia không nghe được. Bà đi lấy cái gì? Thì bác cầm tới rồi, phải chắc là bà nói thương thôi. Rồi, kim tới. Đảo quá đã. Quá đẹp. Đúng là. Đấy. Tiếp tục cái bánh thứ hai. Đâu qua rồi. Bánh đã tới. Kem cũng đã tới. Anh cũng gần hết cái gì? Cái thố. Cái này mà ông kêu cái thố đi. Cái này gọi là cái gì quên mất tiêu cái tên rồi. Cái gì khoai tây chiên. Tên hấp dẫn không? Hai cái kem này mọi người. Việt Nam mình cũng có. Mà người ta làm xong rồi cái người ta đưa cái mình cầm tay mình đi thôi. Chứ không có vụ mà nó gắn mà nó xách ra mình nhìn thấy. Cái này gắn thêm hai cái cây đèn cày nữa ha. Ừ, sao đây
Thiệt ra là cái khay này dùng cho 4 cây. 4 cây. Mà mình đi 2 người thì nó đem cho 2 cây thôi. Ủa vậy một người nó đem sao ta? Vậy một người nó đem sao? Có chân lên này thôi, anh đón vậy. Hay là cũng có thể là nó để trong một cái chân của cái ly hết. Kem này là người ta nghĩ là mình ăn muỗng, cho nên là người ta đem muỗng ra, hai cái muỗng. Lúc đầu mình ăn muỗng thì lát rồi còn cái bánh không mà gặm mình nhai. No rồi. No chưa? No. Ông kêu cái bánh nhỏ. Đã kem lại được không? Chắc kem. Kem theo kiểu này là quý phái ha, quý sơ tộc, quý sơ tộc ha, quý sơ tộc, rồi quý sơ tộc, nhưng mà nó mềm mà nhỏ, nhỏ, một cây kem là kem nó được ăn, cái khúc đầu à, còn khúc dưới là nó không còn miếng kem nữa, ở dưới là trống rỗng. Đây là kem từ đầu chí cuối luôn á. Gấp vô được mấy cục ở trên đầu đúng không? Chắc được tầm cỡ 2 hay 3 muỗng. Còn này là từ trên xuống dưới đầy luôn. Cũng đúng. Kem đó em ăn có 5.000 cây à. Kem này ăn tính ra 20 mấy ngàn một cây. Nào. 40 mấy em một cây. Ăn uống xong rồi nha mọi người. Giờ về thôi, Cảm ơn mọi người đã dành một ít thời gian theo dõi cái đoạn chia sẻ video của mình ha. Theo dõi cái nội dung video ngày hôm nay ha. Bây giờ thì mình về, mình với bé Linh với đi về. Bye bye mọi người, bye bye. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Bye bye. Hẹn mọi người ở cái video kế tiếp. Bye. Nhìn đó là phả tim đúng không?